À, xin anh chị em bây giờ là đầy đủ hết rồi. Trước khi đi vào cái chương trình diễn nguyện cũng là chào đón Đức Cha, bây giờ chúng ta phải tự chào đón chúng ta một tí đúng không? Anh chị em tự chào đón chúng ta một lần bằng một tràng pháo tay thật to. To nữa. Rồi, cảm ơn anh chị em. À, xin muốn nói vỗ tay để anh chị em chú ý. Chúng tôi xin nhắc lại một lần cuối. Chương trình sẽ như sau. Chúng ta chào đón Đức Cha xong rồi. Trước khi mà khi mà chào đón Đức Cha đến đây rồi đó, thì cha phó đặc trách, cha Đa Minh đó, ngài sẽ mời gọi chúng ta hát kinh Chúa Thánh Thần, và sau đó sẽ là lời khai mạc của Đức Cha. Sau lời khai mạc của Đức Cha là sẽ có lời dẫn vào chương trình. Và lời dẫn, khi lời dẫn vào chương trình thì xin anh chị em ở cụm 1 chúng ta nhanh chóng bước lên. Anh chị em có hiểu không ạ? À, và xin anh chị em như vậy, có hai điều trong giờ diễn nguyện. Là trước hết là chúng ta không vỗ tay nữa. Từ nãy giờ tôi nói anh chị em vỗ tay cho nó đã, đây là lát là không vỗ tay nữa đâu. Không được vỗ tay sau mỗi tiết mục. Và xin anh chị em hết sức chú ý, chúng ta lắng nghe để chúng ta thẩm thấu và cầu nguyện cùng nhau. Đó là diễn nguyện, cho nên chúng ta không vỗ tay. Và xin lưu ý các ca trưởng, những người điều khiển dàn hợp xướng này, chúng ta cũng không chào cộng đoàn và cũng không hướng dẫn cộng đoàn, hướng dẫn cả đoàn của mình chào làm gì cả. Chúng ta lên và nghe đờn chúng ta hát. À, xin cộng đoàn lúc đó chúng ta cũng không nói chuyện nhiều vì là giờ cầu nguyện. Cho nên một lần nữa chúng tôi xin, chúng ta nay nó có cái đổi mới về cái tinh thần đạo đức. Cho nên không, anh chị em nhớ là không phải là giờ biểu diễn ca thánh ca mà là giờ cầu nguyện, giờ diễn nguyện. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại anh chị em như vậy để cho anh chị em vui lòng, chúng ta cùng hòa nhập với nhau, chúng ta cùng hòa nhập trong một niềm tin và một sức sống thánh thiêng, nhất là có dấu ấn của ngày đặc ca đoàn của chúng ta nữa. Một lần nữa chúng tôi tha thiết xin anh chị em như thế. Và sau đó, sau cái giờ diễn nguyện thì Đức Cha sẽ đích thân lên đây nói chuyện với chúng ta trước thánh lễ. Trước thánh lễ là Đức Cha sẽ nói chuyện, ban những huấn từ cho chúng ta trước thánh lễ. Cho nên sẽ không có giờ tập hát cộng đoàn nữa. Chúng ta xong, chúng ta cảm ơn rồi thì ngài sẽ về để chủ trì thánh lễ luôn. Cái tờ đỏ đỏ đó là chúng ta cứ vậy, chúng ta theo cộng đoàn hát. Và tôi cũng xin phép là hôm nay cho phép tôi đánh nhịp cho cộng đoàn. Anh chị em ngó cái bàn tay năm ngón dù đục, bàn tay dù đục. À, để chúng ta cùng hát với nhau. Bên này là ca đoàn nhưng mà bên này là cộng đoàn, mà cộng đoàn cũng là ca đoàn. Xin cảm ơn anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta đã nhận được cái tờ bướm trong thánh lễ cũng như là suốt chương trình chưa ạ? Xin ban tổ chức, chị Tuyết ơi, cái tờ bướm đâu? Đó, đơn vị nào chưa có thì giơ tay lên để ban tổ chức họ sẽ chuyển đến chúng ta nha. Cái tờ trắng nhỏ đó. Xin ban tổ chức của chúng ta nơi đâu đang còn, xin các chị chuyển ngay cho các đơn vị. Cái tờ trắng nhỏ đó, ở trong đó chúng ta xin kính mời anh chị em ra đứng. Hoan hô hai ba, hoan hô hoan hô, chúng ta cùng ca. A a a a a a a, xin chào kính chào chúng ta cùng ca. A a giao phận Đà Lạt, hoan hô hoan hô, chúng ta cùng ca. Vỗ tay to. Kính chào kính chào, chúng ta cùng ca. A giam mục giao phận Đà Lạt, hoan hô chúng ta cùng ca. Anh chào kính chào chúng ta cùng ca. Đức Nam Mô Giáo Phận Đà Lạt. Vỗ tay. Chào hết rồi. Cha ơi, cha chào nhiều quá, cha tôi thương cha quá. Cho một tràng pháo tay để cha lên. Hoan hô hoan hô, chúng ta cùng ca. Kính chào kính
chạm chúng ta cùng ca. Đừng giam ngục giáo phận ta là. Trước hết, tất cả anh chị em ca viên trong các ca đoàn của chúng con xin hân hoan kính chào Đức Cha. Và giờ đây, trước khi chúng ta nghe lời nhắn nhủ cũng như là tuyên bố khai mạc trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên tất cả mọi người. Xin anh chị em chúng ta cùng thinh lặng để chúng ta cầu nguyện thánh hóa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Ngài thương ban yêu một con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Chờ rồi cha đã trước hết tôi xin kính chào tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, tất cả quý anh chị em và cách riêng là quý anh chị thuộc ca đoàn, tất cả các ca đoàn của giáo hạt Bảo Lộc. Hôm nay ngày họp mặt truyền thống ca đoàn giáo hạt Bảo Lộc diễn ra trong một khung cảnh và bầu khí tuyệt vời. Sau 3 năm có thể nói là im lặng bắt buộc vì Covid, các ca đoàn trong giáo hạt hôm nay như được chính mẹ Chúa Kitô quy tụ về bên mẹ. Trên đất của mẹ, trong ngày của mẹ, ngày 13 tháng 5 kỷ niệm mẹ hiện ra tại Fatima để trao cho nhân loại một sứ điệp rất đặc biệt. Đó là sứ điệp của lòng Chúa thương xót. Ở đỉnh cao của nó, đó là sự phục sinh. Đó cũng là chủ đề của ngày họp mặt ca đoàn giáo hạt Bảo Lộc 2023 này. Cùng mẹ hoan ca Alleluia. Alleluia nghĩa là gì? Là ngợi khen chúc tụng. Cùng mẹ hoan ca Alleluia nghĩa là sướng lại cái chữ chúc tụng vì sự phục sinh của Chúa mà tạm im lặng trong suốt mùa chay. Vậy trong khung cảnh của mùa phục sinh và trong vòng tay của mẹ Fatima, với chương trình đã được dự kiến gồm diễn nguyện, hát thánh ca phục sinh, dâng hoa và cao điểm là thánh lễ, tôi với tư cách giám mục giáo phận tuyên bố khai mạc ngày họp mặt truyền thống ca đoàn giáo hạt Bảo Lộc lần thứ 12. Xin mời quý cha, mọi người ngồi ngồi. Xin cô một chúng ta tiến lên. Kính thưa Đức Cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em. Trước khi chúng ta bước vào chương trình
thánh ca, diễn nguyện, dâng hoa, tôn vinh Thiên Chúa và tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ trong chương trình ngày hôm nay của tất cả các ca đoàn trong các giáo xứ thuộc giáo hạt Bảo Lộc. Chúng con xin kính mời Đức Cha, quý cha cùng toàn thể anh chị em chúng ta lắng đọng trong giây phút để cùng với lời dẫn bước vào, chúng con bắt đầu chương trình. Lạy Mẹ Maria, hôm nay tất cả anh chị em ca viên chúng con thuộc các ca đoàn trong giáo hạt Bảo Lộc quy tụ về đây để họp mặt truyền thống ca đoàn. Và cùng với Cộng đoàn Dân Chúa, chúng con thực hiện cuộc hành hương kính viếng Mẹ nhân ngày Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng con xin ca tụng Mẹ với lòng thành kính tin yêu, và cùng Mẹ chúng con xin cất cao lời hoan ca Alleluia để chúc tụng Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương ban cho chúng con được ân hưởng ơn cứu độ qua sự phục sinh của Đức Kitô, Đấng Mẹ đã cưu mang và hiệp công cứu chuộc. Trước khi cùng Cộng đoàn dân Chúa dâng thánh lễ tạ ơn, chúng con hân hoan xốp mến hòa chung với sắc hoa muôn màu cùng với những bài thánh ca để lần lượt dâng lên những tâm tình của đoàn con trong giờ diễn nguyện này. Kính lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Alleluia khúc hát khải hoàn vinh quang. Vạn tuế Đấng Chí Thánh cao sang, phục sinh bừng sáng huy hoàng, Alleluia. Ôi lạy Mẹ Maria, đoàn con cất tiếng ngợi ca hát mừng. Ngàn đời Chúa chọn tình thương, chọn đời Mẹ sống mẫu gương hiệp hành. Như sóng lộc triều nguyên ơn phước cả, lời sứ thần chào Mẹ cất cao dâng. Và khi Mẹ đáp tiếng xin vâng, Mẹ trở nên Đấng hiệp công cứu chuộc. Qua thập giá đến vinh quang, Chúa đã sống lại khởi thắng khải hoàn. Hôm nay chung tiếng hợp hoan, con xin dâng Mẹ hoa ngàn thắm tươi, hoa lòng một chuỗi mân côi, đền tạ trái tim Mẹ vì tội đời lụy vong. Lòng con cảm mến vô song, Fatima tình Mẹ mãi mãi thương yêu gian trần. Thank you.
con từ khắp phương trời xa xôi. Vượt đèo cao biển sóng, xin dâng lên mẹ muôn hoa thắm xinh. Vang lên tiếng ca mừng, hòa theo điều hát thiên cung gian tràn.
lạy mẹ Maria, những cánh hoa muôn màu trắng, xanh, vàng, đỏ, tím tượng trưng cho cuộc sống mỗi ngày của từng người chúng con. Chúng con xin dâng trong vòng tay từ ái của mẹ, xin mẹ biến đổi tâm hồn từng người chúng con với ước nguyện được thuộc về mẹ mãi mãi, hầu trở nên những đóa hoa thắm hương nhân đức trong mọi biến cố của cuộc đời, luôn biết dõi theo gương mẹ, sống tin yêu phó thác trọn vẹn nơi Chúa. Đây màu hoa đỏ sắt son như dòng bửu huyết của con Chúa Trời. Lạy mẹ Maria, chúng con kính dâng lên mẹ những bông hoa đỏ biểu trưng cho sự mạnh mẽ và kiên trung. Như xưa mẹ đã can đảm đứng dưới chân thập giá của con mẹ ở đồi Can Vê. Chúng con xin dâng lên mẹ Đức Thánh Cha Phanxicô, các đức giám mục, linh mục và tu sĩ. Xin cho các ngài luôn là những trung gian sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, để giáo hội trở nên dấu chỉ hiệp nhất trong yêu thương giữa lòng thế giới hôm nay. Mẹ ơi, con đến tiễn dâng sắc hoa hồng, màu hoa tươi thơm dâng lên trước thiên nhang. Hoa luôn thơm hương, hoa đẹp màu mến thương. Hãy dâng kinh mẹ cùng cánh hoa tuyệt vời. Ave trắng ngần những đóa khiết trinh, xin dâng lên mẹ cuộc đời hiến dâng. Lạy mẹ Maria, đấng vô nhiễm nguyên tội, giữa thế giới đầy những cám dỗ và lọc lừa, người trẻ chúng con dễ dàng bước chân vào hố sâu tội lỗi. Xin mẹ thương đưa tay dìu dắt, để giới trẻ ngày nay cách riêng cho mỗi anh chị em sinh viên công giáo, dù ở trong hoàn cảnh nào vẫn một lòng sắt son mến Chúa, giữ tâm hồn trắng trong. Ước chi chúng con chẳng bao giờ xa rời Chúa, chẳng bao giờ bước vào bóng tối tội lỗi, và ước chi chúng con luôn biết nép vào tà áo mẹ. Nhờ mẹ, chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn. Này đầy hoa trắng, con tiến dâng lên mẹ, màu hoa thanh khiết không vấn vương buồn. Con hãy dâng mẹ những cánh hoa này, hoa đẹp chiều mến lòng thành con tiến dâng. Ave Maria, Ave Maria. Sắc vàng rực rỡ muôn hoa như hào quang mẹ chiếu qua thế trần. Lạy mẹ Maria, chúng con xin dâng lên mẹ từng người trong giáo phận chúng con. Xin mẹ giúp chúng con thắng được những cơn cám dỗ nhờ tỉnh thức và cầu nguyện, nhờ chay tịnh và làm chủ bản thân. Chúng con dám đi vào con đường hẹp, con đường nghèo khó, khiêm nhu, con đường hy sinh phục vụ mà chính Chúa Giêsu và mẹ đã đi qua. Con đến tiễn dâng sắc hoa vàng, màu hoa rực rỡ trong tim ngát hương yêu. Hoa xin con dâng hương ngập trời ngát bay, mãi trong tim này tình mến không lụi tàn. Ave Maria, Ave Maria. Thank you.
hoài sắc tím nhớ nhung, nhớ nhân Đức Mẹ vô cùng cao sang. Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên Mẹ những người nghèo khổ về tinh thần cũng như vật chất. Xin cho có nhiều tấm lòng quảng đại để họ sớm tìm lại được niềm vui, hạnh phúc, bình an thực sự trong tâm hồn, trong đời sống mỗi ngày. Này đây hoa tím em ái như hương trầm, đôi cành về đó ghi dấu chân tình yêu. Hoa tím rung nhẹ tiếng nói âm thầm, dân Mẹ tình mến ngàn đời đâu dám quên. Ave Maria, Ave Maria. Hoa xanh êm dịu mỹ miều, kết tà áo Mẹ lắng nghe lời người. Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên Mẹ những gia đình trẻ trong giáo phận chúng con. Xin cho họ luôn ý thức vai trò người cha, người mẹ trong gia đình, biết nhận ra và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa qua việc hướng dẫn dạy dỗ con cái, để đóa hoa lòng của họ mãi mãi tỏa hương trong lòng giáo hội, trở nên những chứng nhân và niềm hy vọng cho giáo hội và xã hội hôm nay và ngày mai. Hoa xanh con tiến dâng Mẹ, hoa xanh con hái dâng Mẹ, hoa đẹp làm sao vương vấn hồn thơ. Hương thơm lơ luyến bô bờ, xinh xinh trên cánh môi hồng, con nhẹ nhàng rung khúc nhà khuyên mơ. Trăm hoa như áng mây trời, trăm hoa như tiếng du hời, con gọi Mẹ yêu giữa đời quanh. Giữa đời của anh đi.
gia linh hồn tôi ớn lạnh, run như run thần tự thấy lòng nhan, run như run hơi thở chạm tơ vàng, nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn chiều mê.
và thầy dạy của chúng ta về niềm tin không lay chuyển vào Chúa Giêsu con mẹ. Lời mẹ nói với các giai nhân tại tiệc cưới Cana ngày xưa như vẫn còn vang vọng nơi trái tim mỗi người chúng ta. Con ơi, hãy làm những gì người dạy bảo, hãy tin vào lời con của mẹ. Giới thiệu hai người hạnh phúc nhất hôm nay, đôi tân hôn anh Nakum và chị Anna. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Xin được hân hoan chào đón những người bà con, cô dâu và chú rể. Xin chào các bạn. Cháu chào bác Sarah ạ. Chào chị Rebecca ạ. Vâng, cháu chào bà Martha. Vâng, cháu chào dì Maria. Xin trân trọng giới thiệu thầy Giêsu và những người bạn rất thân thương của thầy. Xin hân hoan kính chào. Chào thầy Giêsu. Chào các ngài. Mẹ, con chào mẹ. Giêsu, mẹ chào con. Này Giêsu ơi, họ hết rượu rồi. Thưa mẹ, chuyện đó can gì đến mẹ và con? Giờ của con chưa đến. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo như vậy nha. Các anh đổ đầy nước vào chung đi. Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Ồ, rượu ngon quá. Này chú rể, sao lại như thế này nhỉ? Ai ai cũng thích rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Nếm thử mà xem, tôi nói không đúng sao? Ồ, rượu ngon thật. Nhưng chắc chắn là nhà tôi không có thứ rượu ngon tùy thảo này. Thế ông vừa lấy rượu này ở đâu? Gia nhân của anh vừa rót vào ly cho tôi đấy thôi. Này gia nhân! Dạ! Thế các anh lấy đâu ra thứ rượu ngon như thế này? Dạ, ở trong sáu chung kia. Hả? Trong sáu chung nào? Dạ, trong chung đựng nước ạ. Ờ, lạ thật. Toàn là mùi rượu. Đúng thật, nước đã biến thành rượu, mà là rượu ngon hảo hạng. Nhưng ai đã làm điều này? Dạ, thầy Giêsu. Này anh em ơi, thầy Giêsu đã làm phép lạ, đã biến nước thành rượu ngon. Rượu ngon tuyệt vời. Rượu ngon tuyệt vời. Mời quý bà con cô bác cứ tự nhiên thoải mái uống để mừng cho chúng tôi nha. Xin chúc mừng, chúc mừng. Mà nhớ
nhớ đến Thầy. Chúng ta đón nhận cùng một lúc lời Đức Mẹ mời gọi các gia nhân trong tiệc cưới Cana: hãy làm những gì Người dạy bảo với sự ân cần từ mẫu mà Mẹ đã tỏ ra trong tiệc cưới. Mẹ như muốn nói với chúng ta: đừng do dự, hãy tin vào lời con của Mẹ. Người có thể biến nước thành rượu ngon, Người cũng có thể biến bánh rượu trở nên thịt và máu của Người.
Kính thưa tất cả quý ca đoàn, giờ đây Đức Cha gặp gỡ chúng ta với những lời huấn giáo và những hướng dẫn cụ thể để chúng ta có một cái sự nhận biết tốt hơn, đúng hơn trong thánh nhạc. Đây là dịp rất là hiếm và rất quý để Đức Cha gặp đông đảo các ca trưởng, đoàn trưởng, ca viên. Vì vậy mà chúng ta tiếp tục để lắng nghe Đức Cha chính là người thầy dạy đức tin trong giáo phận để chúng ta học biết thêm và chúng ta thực hành trong cái phận vụ của mình. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha. Trước hết xin kính chào tất cả quý cha, quý anh em linh mục, tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em ca đoàn của tất cả các giáo xứ trong giáo hạt Bảo Lộc. Chúng ta mới trải qua một giờ, dài hơn một giờ diễn nguyện công phu. Cái này nếu chúng ta gọi là cái ngày hợp xướng nó cũng chưa hết, bởi vì còn có diễn nguyện nữa cơ. Hợp xướng diễn nguyện rồi cũng vẫn chưa hết, bởi vì
lại còn có rừng hoa nữa. Và cũng vẫn chưa hết nữa. Vậy thì bây giờ mình gọi cái ngày hôm nay là ngày gì? Tôi nghĩ tốt nhất để bao trùm hết, chúng ta có thể gọi ngày ca đoàn về bên mẹ. Và cái con số tham dự ấy, lúc đầu khi mà thấy cái hàng đầu tiên lên thì mình nghĩ rằng chắc khoảng 3-4 hàng là đủ rồi. Nhưng mà không, hầu như cụ nào cuối cùng cũng đứng đến bậc cuối cùng. Và cái hàng cuối cùng ấy, vì 2-3 hàng chập nhau, cho nên cái người đứng ở đằng sau cuối cùng ấy có thể không được nhìn thấy từ dưới. Bây giờ vì tôi được ngồi ở cái chỗ vinh dự. Vinh dự không phải là vinh dự theo cấp bậc đâu. Vinh dự là cái chỗ tức là rất thuận tiện để tôi có thể nhìn thấy được tất cả mọi thành viên lên để diễn trên này. Cho nên ấy, xin được chia sẻ một chút cho tất cả mọi người, để những người ở xa không thấy thì bây giờ ấy, tôi tóm tắt ngắn thôi, mình cảm nhận được cái của một người được chứng kiến từ gần với tất cả cái sự gần gũi của nó. Tôi thấy thật cảm động. Tôi nghĩ rằng đêm hôm qua chắc anh chị em không ngủ được, tôi nghĩ vậy. Khi người ta lo, người ta có thể khó ngủ. Mà ngay cả khi người ta sắp làm một việc gì vui, trọng thể, cũng có thể người ta mất ngủ. Thế thì tôi nghĩ, tôi thấy một cái tổ chức như hôm nay ấy, tôi có cảm tưởng, tôi nghĩ chắc anh chị em đêm hôm qua coi chừng mất ngủ. Và nếu mất ngủ ấy, mất ngủ để có được một buổi diễn nguyện, một cái buổi họp mặt của các ca đoàn trong giáo hạt đông như thế này, thì tôi thiết nghĩ rằng nó đáng công. Và đây là một cái cảm tưởng trước hết này. Đó là tôi được biết ở hạt Bảo Lộc chúng ta mới có thêm giáo xứ Lộc Bảo, cho nên bây giờ nó trở thành 42 xứ và 4 giáo địa, giáo họ. Thì cái vui đó là hôm nay tất cả 42 giáo xứ và những giáo họ đó ấy, đều có mặt hết. Chúng ta phải cảm ơn Chúa và vỗ bằng một tràng pháo tay. Và vì giáo hạt tất cả mọi giáo xứ đều có mặt hết, cho nên ấy, có giám mục ở đây thì tôi thiết nghĩ rằng chúng ta phải cảm nhận bầu khí của giáo phận chúng ta. Hôm nay có thể nói là ngày của giáo phận chúng ta. Lại một tràng pháo tay nữa. Tại sao nói đến giáo phận, nói đến giáo hội địa phương mà chúng ta vỗ tay? Không phải để hoan nghênh, nhưng mà để sống sự hiệp hành. Hiệp hành có nghĩa là cùng hiện diện với nhau, cùng đi với nhau, cùng hát với nhau, cùng ca tụng Chúa với nhau. Nhưng mà cái quý của ngày hôm nay là chúng ta được ca tụng Chúa, được cùng với nhau dưới bóng của Đức Mẹ. Từ chỗ này, tôi nói là bây giờ tôi tả cái tôi đứng ở gần, tôi thấy như vậy này. Tôi thấy hình như tất cả mọi người hôm nay có mặt đã dành cho Chúa, cho Đức Mẹ cái gì là đẹp nhất của mình. Tôi có đọc cái quy định nữ thì áo dài, nam thì thế nào đó. Nhưng mà không phải chỉ là áo dài nói chung. Nói chung tất cả đều ở cái mức độ đẹp nhất. Và nó có cái tính hiệp hành với nhau bên cạnh. Hễ đã là màu cam, ở trong cái dãy của nó có thể là màu xanh, màu cam, màu vàng, màu trắng. Trắng có cái cặp. Đấy, thế thì vậy. Thấy như vậy thì tôi quan sát coi bây giờ ăn mặc như vậy rồi, vậy thì bây giờ cái việc tham dự của mình thế nào? Tôi cố gắng lướt từ bên trái sang bên phải, từ bên phải sang bên trái. Tôi cố gắng lướt thật kỹ và tôi nhìn coi có một cái miệng nào không mở không. Tôi thấy không có một miệng nào không mở khi đến phần của mình. Chỉ có một hai trường hợp, hình như họ nhìn thấy tôi nhìn, họ quên hát, họ ngập lại một tí, nhưng mà sau đó lại mở. Bố thầy, thế thì phải cảm ơn tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ
và quý anh chị ca đoàn. Cảm ơn không phải vì quý cha và quý anh chị đã góp phần trong buổi diễn nguyện hôm nay. Không phải chỉ vậy, mà vì cả cái sự dấn thân tham dự vào ca đoàn từng ngày, năm này sang năm khác của tất cả quý anh chị. Quý anh chị thi hành một nhiệm vụ phụng vụ, quý anh chị cộng tác vào việc cử hành phụng vụ là một hành vi thánh thiêng nhất của giáo hội. Chúng ta tưởng tượng đi, ở trong phụng vụ, cái việc thờ phượng Chúa thánh thiêng nhất thì ngoài chủ tế ra, không biết chúng ta nói cái như vậy có được không? Ai là người gần nhất trong việc cộng tác để cho phụng vụ được cử hành và cử hành sốt sắng đạt hiệu quả của nó? Hiệu quả của nó đó là tôn vinh Thiên Chúa và kéo ơn cứu đối xuống cho mọi người. Đó là cái mà hồi nãy ngồi đây ấy, tôi cảm ơn cái người hướng dẫn và ban tổ chức khi mà nói mọi người là chúng ta cầu nguyện, chúng ta dẫn mình vào, chúng ta làm việc thờ phượng Chúa, chúng ta tôn vinh, chúng ta cử hành việc, chúng ta là hiệp hành trong hội thánh, cho nên không cần vỗ tay. Vỗ tay thì nó là tổ chức sự kiện, nó là diễn sân khấu. Còn đây chúng ta không diễn sân khấu, chúng ta cử hành nhiệm vụ, chúng ta thể thi hành cái nhiệm vụ phép rửa của mình. Chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta ngồi bên nhau, chúng ta cử hành cái đức tin vào Chúa của mình, bên cạnh mẹ của mình. Bởi vậy cho nên ấy, tôi thấy cái đó là cái đáng quý. Thế thì chính vì chúng ta làm một công việc đẹp như vậy, cho nên tôi xin phép ít phút này để chia sẻ một vài cái ghi nhận tôi có được lúc này. Mục đích là để cho việc phục vụ của ca đoàn chúng ta được thể hiện đúng ý nghĩa, vai trò và mục đích của nó theo ý muốn của Hội Thánh. Mà chúng ta biết về thánh nhạc, ý muốn của Hội Thánh được thể hiện qua tòa thánh, bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Ở trong Hội đồng Giám mục Việt Nam áp dụng cái đó qua cái Ủy ban Thánh nhạc rất kiên trì họp hàng, nghĩa là hàng quý và hàng năm. Bởi vậy nó có những cái chỉ dẫn rất rõ ràng và tôi thiết nghĩ rằng rất ích lợi, như cha trưởng ban thánh nhạc của giáo hạt vừa nói đó, rất ích lợi để chúng ta mình thống nhất với nhau, mình sẽ vui vẻ, mình sẽ sung sướng, mình an tâm, mình biết làm đúng điều bầu thánh muốn. Thế thì trước hết trên nguyên tắc thánh nhạc phải phục vụ cho phụng vụ là cái hành vi thánh thiêng nhất của thánh. Chúng ta biết công đồng Vatican thứ hai khi họp cuối cùng nó ra nhiều hiến chế, nhiều sắc lệnh và kể cả những thông điệp. Thế nhưng mà đi đầu ra đầu tiên chúng ta biết là hiến chế gì không? Hiến chế phụng vụ. Nếu có hiến chế về lời Chúa, hiến chế về giáo hội, hiến chế về mặc khải, rồi các thứ sắc lệnh về đủ một thứ loại, linh mục, giám mục, v.v. thì cái hiến chế đầu tiên ra lại là về phụng vụ. Bởi vì đây là cái mà thấy nó cụ thể nhất, nó lôi kéo người ta nhất và dễ dàng để có thể đi đến chỗ là thống nhất với nhau nhất. Và cuối cùng thực sự công đồng Vatican thứ hai đi đến được kết quả là bởi vì khởi sự từ cái phục vụ này, và ở cái phục vụ này đi đến được những cái mà kết quả rất là đáng để chúng ta chia sẻ lúc này. Thế thì trước hết ấy, ở trong phục vụ thánh nhạc hay là ca đoàn của chúng ta được mời gọi để phục vụ cho phục vụ trước hết. Cho nên mỗi khi chúng ta ca đoàn họp nhau lại để mà hát thánh ca trong nhà thờ, không phải là chúng ta làm một buổi trình diễn nghệ thuật. Chúng ta ở trong nhà thờ, chúng ta sẽ hát thánh ca. Chúng ta không có đem nhạc đạo vào trong nhà thờ. Chúng ta không có đem nhạc sinh hoạt vào trong nhà thờ. Huống chi càng là nhạc đời thì không có. Vậy thì bây giờ không biết bà con có phân biệt được nhạc đạo với nhạc thánh ca không? Gặp gỡ Đức Kitô biên đổi, gặp gỡ Đức Kitô biên đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Hay không? Có Chúa Giêsu Kitô trong đó không? Và có hiệp nhất không? Có bầu khí hội thánh không? Nhưng mà không phải thánh ca, đây là nhạc đạo thôi, có nói đến tin mừng, có nói đến Chúa, nhưng mà không phải để hát trong nhà thờ. Vì cái người sáng tác người ta cố tình sáng hát để hát ở ngoài vỗ tay. Đấy, thế thì loại nhạc đạo cho dù có những cái chữ thánh thiệt như vậy mà không phải thánh ca thì đừng có đưa vào nhà thờ. Làm sao để biết? Nó có những sách in và có những cái để chỉ dẫn đàng hoàng.
Và nếu những sách thánh ca nào trước đây nó không có đúng, bây giờ chính ủy ban thánh nhạc đã làm việc để sửa sai, không để cho nó sai. Những cái nào chạm vào tín lý đã được sửa thì chúng ta cẩn thận. Tôi ra một cái thí dụ rất cụ thể. Lễ thêm sức, nhiều giáo xứ vẫn thường hát bài. Cái gì? Tôi hát một cái chắc bà con biết liền. Thần khi Chúa đã sai tôi đi. Bây giờ sửa rồi. Và rất nhiều xứ đã hát đúng theo bản sửa. Ở trong tin mừng, ở trong kinh thánh cầu ước ghi là: này Đức Chúa đã sai tôi đi, và bởi vậy Ngài sức dầu cho tôi ban thần khí, và vậy Ngài sai tôi đi với thần khí để làm cái việc này, loan báo tin mừng cho người nghèo. Ai sai đi? Không phải thánh thần, mà là Đức Chúa sức dầu thánh thần, và với dầu đó Đức Chúa sai tôi đi với dầu thánh thần để tôi làm cái việc này việc kia. Thánh thần cùng đi với mình, chứ thánh thần không sai mình đi. Trái lại, theo giáo lý, chính Đức Chúa lần thứ nhất Ngài sai con một của Ngài đến để chúng ta được trở thành con, và để chúng ta có thể thốt lên rằng Ba ơi, thì Ngài lại sai Chúa Thánh Thần nữa. Ai sai? Đức Chúa. Vậy nếu người ta sửa rồi, này Đức Chúa đã sai tôi đi, thì đừng có hát thần khí Chúa đã sai tôi đi. Vậy thì cái đó làm sao? Xin ca trưởng, tất cả những ca trưởng và thưa các cha xứ, các cha phải là người thấm nhuần, nắm vững, chỉ dẫn cho ca trưởng nữa, thống nhất với nhau rằng bài thần khí Chúa đã sai tôi đi, đã sửa không còn thần khí Chúa sai nữa, thì đừng hát lại cái bài thần khí Chúa đã sai nữa. Hãy hát cho đúng: này chính Chúa đã sai tôi đi. Thế bây giờ nếu mình nói chung ở trong giáo hạt như vậy, cái này sẽ truyền ra quầy ngoài giáo phận. Cả giáo phận chúng ta sẽ không có một xứ nào có thể làm sai cái này, mà trái lại chúng ta sung sướng hát đúng, chúng ta hiệp hành, hiệp nhất, thống nhất, hiệp thông trong cái việc mà hễ đến cái bài này thì không sai. Và như vậy đây là một cái mốc. Mình nói tất cả những cái bài khác nữa, khi đã sửa rồi thì mình cũng tìm cho đúng. Bài thánh thể nào mà nói Chúa Giêsu là cha thì sửa rồi, không có hát Chúa Giêsu là cha nữa. Biết các cha có nhớ bài nào không nhỉ? Thờ lấy Chúa. Không phải bài đó, cái bài nào đó mà uy quyền khá ai được nhỉ? Cha cái gì mà đại khái thánh thể Chúa, cái gì mà cha đã hy sinh nằm thánh giá. Có Chúa cha nào nằm thánh giá? Nằm thánh giá là Chúa Con, Chúa Cha sai Chúa Con xuống nhập thể nằm thánh giá. Chuyện này hát là cái bài thánh thể mà nói là cha đã hy sinh nằm thánh giá, Chúa Cha nào nằm thánh giá. Vậy thì bài đó sửa rồi, đừng bao giờ trở lại nữa. Vậy thì hễ mà thánh nhạc, thánh ca thì nó có nguyên tắc chung rồi này. Và nguyên tắc chung này mình có một cơ sở tài liệu rất rõ. Chúng ta biết Đức Cha Hòa Phaolô Nguyễn Văn Hòa, tác giả cái bộ lễ nổi tiếng bây giờ trên hoàn cầu rồi, bộ lễ Seraphim. Chúng ta phân biệt ở trong lễ đó, nó có nhiều loại lắm. Có bộ lễ, có thánh vịnh đáp ca, có kinh nguyện thánh thể, có những câu sướng đáp. Thôi bây giờ mình phải đi ngắn, tôi sắp sửa kết thúc ấy. Ở trong thánh lễ, ưu tiên số 1 phải hát là những câu đối đáp giữa chủ tế và cộng đoàn. Bắt liền nhá. Bây giờ tôi lấy cái kinh trần tụng trước này. Bây giờ giả thiết tất cả chúng ta sẽ biết hết rồi, không ai được sai. Nếu sai thì phải sửa ngay bây giờ. Chúa ở cùng anh chị em. Mời. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Đấy. Chúng con đang hướng về Chúa. Vậy thì cái đó đi luôn. Không, rồi nhá, thống nhất. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Tiếp theo, bây giờ nó có nhiều lắm, nó có 8 cái. Tôi hôm nay lưu ý 3 cái thôi. Bây giờ, vừa rồi là cái đối đáp đó, là cái mà ở trong nhà thờ nên hát đó. Bây giờ cái thứ hai, kết vinh tụng ca của kinh nguyện thánh thể, nó có chữ Amen để đốt đi được. Một cái chữ Amen long trọng để kết tất cả phần kinh nguyện thánh thể là phần chính của thánh lễ. Amen đó ngày xưa chúng ta hát dấu đen, bây giờ đã được sửa lại 10 năm nay rồi, hát dấu trắng, cho nên chúng ta Amen bằng dấu trắng. Thí dụ,
Chính nhờ người bơi vào trong người mà mời quý vị Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Dấu trắng. Amen. 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 Nhớ rồi, vỗ tay nha. Tức là mình nhắc nhau tất cả thống nhất rằng cái đó là dấu trắng đấy, cứ kéo dài nó ra, nó xuống xong nó lên rồi nó mới sang cái khác. Nó đủ một cái phạm vi của nhạc, của cái khung 24. Cái thứ ba, ở trong cái đối đáp này, cái thứ ba là cái câu mà sau kinh lạy Cha, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con ngự đến gì đấy, vì vị uy quyền. Vì vương quyền uy lực. Cái câu yên yên, cái câu sướng này. Người với người và trong. Không, cái câu sướng này, câu sướng này. Trong khi chờ đợi vinh quang của, trong khi chờ đợi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con ngự đê trong gì? Cái câu đang sướng nha. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Mời nè. Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Cảm ơn giáo hạt Bảo Lộc. Vậy thì bây giờ tôi nói qua micro này lên cả internet nữa. Xin tất cả những sứ nào trong giáo phận Đà Lạt còn hát ở cái cung thứ ở dưới thì hôm nay nghe giáo hạt Bảo Lộc người ta vừa hát, không hát ở cung dưới nữa. Cung dưới là phụ, cái cung thứ đó không phải là chính. Cung chính là cái cung trưởng ở trên mà giáo hạt Bảo Lộc vừa hát. Làm lại. Vì vương quyền à, không, đây này, sướng sướng cái câu ở trên. Trong cái đời đấng cứu độ chúng con lên. Vì vương quyền uy lực hòa vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Ôi trời ơi, cái này thì chắc cả giáo hạt giáo phận không được sai nữa. Bởi vì có những giáo xứ lại không có, hình như những giáo xứ đó không đi họp chung. Ca đoàn chúng ta có hát này, có đàn này, có điều khiển này. Hát tức là các ca viên, đàn tức là các nhạc công, điều khiển tức là các ca trưởng. Ngoài ra còn có những người phụ trách ca đoàn nữa. Thế thì bằng ấy đều phải nhớ cái mục đích của phụng vụ là vậy nè. Phải nhắm mục đích là làm sao để đưa cộng đoàn đến với Chúa, để nâng tâm hồn các tín hữu lên với Chúa, chứ không để kéo người ta chú ý đến mình. Ca đoàn hát hay này nọ không phải để cố ý kéo người ta chú ý đến mình. Đánh đờn hay không phải để kéo ý, không phải. Hát thật hay vào, mình sống với mầu nhiệm, để chính khi mà mình nâng hồn lên tới Chúa, cùng với mình, mọi người đều được nâng lên với Chúa. Đó mới là mục đích đích thực của đàn, của hát và của điều khiển. Do đó, người ca đoàn cần có một tâm hồn đạo đức, đức tin và cầu nguyện thật sự. Rồi, nói nguyên tắc vậy. Thế thì để tránh cái xu hướng gọi là để nổi cho mình để trình diễn ấy, thì mỗi khi có dịp, thường ngày đã vậy mà kể cả khi có lễ lớn, đừng tìm cách những cái bài có tính cách hoành tráng nhiều bè mới mẻ lạ lùng này nọ, không có thì cộng đoàn người ta không hát được. Bởi vì trong phụng vụ ưu tiên là hát cộng đồng đấy. Cái này là mình có thống nhất thì mình có nhất trí cả với nhau thì mình mới có thể làm được. Còn nếu không là hơi tí là nó sẽ sinh ra nhiều chuyện khác. Ở trong phụng vụ ấy, phụng vụ là việc phụng thờ Thiên Chúa của toàn thể dân Chúa dựa trên nền tảng là bí tích rửa tội. Người nào rửa tội rồi thì người đó sẽ nhập vào một công đoàn dân Chúa, là dân thánh, dân tư tế, dân có thể dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát. Và tất cả mọi người khi tham dự thánh lễ đều được mời gọi
để tham dự trọn vẹn, tích cực và ý thức. Mình có nhớ được ba chữ đó không? Rồi. Tất cả mọi người đều được mời gọi vì anh rửa tội rồi, anh nhập vào dân tư tế, dân có thể thờ phượng Chúa. Trên mọi người không chứ ai được mời gọi để tham dự trọn vẹn, tích cực và ý thức mọi người. Vậy thì hết mọi người đều phải hát, nhưng mà không phải bài nào cũng hát được. Cho nên ca đoàn bây giờ nếu mà tóm lại, tôi ngắn như vậy này, ca đoàn tựa như là thừa tác viên vậy, tức là mình giúp cho công đoàn có thể hát được. Vì thế cho nên trong thực tế thì ở trong phục vụ ấy, thôi bây giờ mình nói ba cái thì mình nói ưu tiên số 1 là công đoàn hát, ca đoàn hát chung với công đoàn, rồi ca đoàn hát đối đáp với công đoàn, và cuối cùng ca đoàn hát riêng những cái phần nào mà đôi khi thí dụ như là kinh vinh danh đó, thì là hát đối đáp. Còn Chúa cùng anh chị em thì hát chung. Chủ tế bắt lên xong thì bây giờ đâu phải là chỉ có mình ca đoàn thưa, nhưng mà kinh vinh danh sướng lên thì bây giờ có mình công đoàn không được, mình công đoàn không được. Rồi còn thí dụ hát riêng, thí dụ như là giờ rước lễ, ca nhập lễ, ca dâng lễ, thì đấy là cái phần ca đoàn có thể hát riêng. Nhưng mà thí dụ lúc rước lễ nó dài thì có phải là ca đoàn hát riêng không? Trước hết bao giờ cũng ưu tiên hát công đoàn. Vì thế cho nên cái bài đầu tiên ấy, có thể là chọn một cái bài cộng đồng rất dễ, sâu nó ngắn gọn rồi, thì cái lúc mà người ta rước lễ nó còn dài đó, ca đoàn rước xong rồi có thể lên, lúc đó hát cái bài mà có nhiều khi cộng đồng không hát được. Đấy, ưu tiên số 1 luôn luôn là hát cộng đồng. Còn ca đoàn chúng ta ấy, là thừa tác viên giúp cho cộng đoàn có thể hát được phần của mình. Nguyên tắc là như vậy. Cho nên cái người ca đoàn ấy, thay vì muốn nổi mình lên, cần có một tâm hồn đạo đức khiêm nhường, đức tin để biết như một thừa tác viên vậy, giúp cho công đoàn có thể thực hiện được vai trò của mình. Vậy thì các cha sở phải là những người ý thức điều đó và kêu gọi công đoàn người ta hát, tất cả công đoàn, và giúp cho công đoàn hát được hết. Vậy thì cái màn hình đó là trách nhiệm của cha xứ, sách hát là trách nhiệm của cha xứ. Cái màn hình ấy, cái màn hình chiếu ấy, mà chiếu đúng, chiếu rõ ấy, việc đó là trách nhiệm của cha xứ. Cái người điều khiển công đoàn nữa chứ không phải cộng đồng ấy, chứ không phải ca đoàn không, nên có. Thí dụ như hôm nay anh An làm việc đó là tôi hoan hô. Phải có một người có khả năng đứng điều hợp tất cả cộng đồng cũng như là ca đoàn, cái đó có đâu cần. Thì cái việc đó là quan tâm của cha xứ, cha xứ phải quan tâm chuyện đó. Còn cha xứ không phải bảo chứ tôi không biết hát, tôi không quen hát, các anh làm sao làm. Cộng đồng người ta không hát vì không có người điều khiển, mà cha xứ không quan tâm, cha xứ phải cho trách nhiệm. Tôi sẽ đi hỏi cha quản xứ, thí dụ vậy. Rồi, các bài hát nó đi kèm với phục vụ, nó đi kèm với phục vụ. Cho nên khi ở trong phục vụ có những cái hành vi, những hành động, thí dụ như là lúc dâng lễ, chúng ta thấy là dâng lễ thì có việc đi lên dâng này, sau đó cha bánh người ta nâng lên này, sau đó cha đi rửa tay này. Thế thì ca dâng lễ nó kèm với cái hành vi tiến lên dâng lễ cho Chúa. Vậy thì bây giờ nếu mà cha rửa tay xong rồi mà cái dâng lễ còn cứ đang hát thì chúng ta thấy là không được rồi, không được rồi. Không biết bà con có nghe rõ không? Tôi đang nói như vậy này. Bài nó có bài ca gọi là ca nhập lễ, nó có bài ca gọi là ca dâng lễ, nó có cái bài ca gọi là cái ba hiệp lễ, tức là rước lễ. Bây giờ nhập lễ, cha lên bàn thờ rồi, đứng yên rồi, vẫn cứ tiếp tục hát ca nhập lễ thì nhập cái gì nữa lúc đó? Rồi bây giờ ca dâng lễ là hát vào cái lúc mà đang đi lên dâng lễ và cha cầm bánh đậu nâng lên như vậy. Bây giờ cha đã rửa tay xong rồi, cha trở về giữa rồi, vẫn đang hát ca dâng lễ. Như vậy làm sao? Gợi như vậy để chúng ta hiểu, và từ cha đến con chúng ta nhắc nhau mà thực hiện đúng thế này này. Thánh ca nó là những cái bài đi kèm với phục vụ, nó phục vụ phục vụ. Tôi đã thí dụ bây giờ nhá, ở trong thánh lễ nó có phần giảng, cha giảng xong rồi bây giờ để sống động ấy, nó có cái kiểu màn hình này nọ, xong rồi cho nên nhiều khi các cha giảng đưa chứng nhân lên, cái phần người ta mời lên xong rồi làm chứng này nọ ấy, chứng từ ấy, nó kéo dài một tiếng đồng hồ. Thánh lễ có nửa tiếng thôi, cái phần làm chứng một tiếng, ai cho cái đó vào, và khi cho vào vậy thì đấy, chúng ta biết là phục vụ ấy nó có cái hành vi, nó có cái phần của nó. Không phải là ai cũng có quyền sáng kiến ở trong phục vụ, người ta nói rõ như vậy này. Ngay cả linh mục không được thêm
không được bớt, không được sửa đổi. Ba cái từ người ta dùng, thêm bớt sửa đổi, không thuộc quyền của linh mục chủ tế, mà nó thuộc quyền của bộ phụng tự. Và để điều hợp một cách cụ thể thì ở trong một cái trong một nước ấy, hội đồng giám mục, và ở trong giáo phận ấy, thì giám mục giáo phận. Đấy, nhắc vậy để chúng ta biết là khi mình tuân thủ những cái này ấy, thì không phải là nó khó khăn ngặt nghèo gì. Đây là vì cái sự thánh thiện và hệ thống hiệp nhất của phục vụ. Vậy thì riêng có cái bộ lễ và thánh vịnh đắp ca, bà con biết là ở trong phục vụ ấy, nó có cái bộ lễ và thánh vịnh đắp ca, thì có lẽ cái mà cụ thể nhất cần nói đó là thánh vịnh đắp ca ấy. Bây giờ bộ lễ kia, bộ lễ nha. Bộ lễ thì chúng ta biết rằng Đức Cha Hòa khi viết thư hỏi tòa thánh vào năm 2008, mãi đến năm 2010 thì bộ bên kia mới trả lời, nó hơn một năm, năm rưỡi gì đấy. Thế thì Đức Cha Hòa ngài khéo lắm, để mà ngài hỏi ý là cái tiếng Việt, cái dấu sắc hỏi nó khó. Cho nên bây giờ có thể khi mà dệt nhạc cho cái thánh vịnh ấy, thì bây giờ vì tiếng Việt cái nhạc nó đang lên vậy, nếu theo nhạc nó phải lên, mà cái dấu ở đây là người, bây giờ thì nó sẽ dấu nó lại xuống. Bây giờ Chúa mà cái dấu xuống là chùa thì không được. Vậy xin bộ giải thích và hướng dẫn cho biết coi Việt Nam vì cái tiếng như vậy thì nhạc sĩ họ có thể du di sửa một chút không? Một năm rưỡi sau bộ trả lời như vậy này, tuyệt đối phải dùng cái chữ gì, tuyệt đối không chuẩn trước việc thích nghi lời những bản văn phục vụ. Có nghĩa là bản văn phục vụ thế nào phải giữ nguyên lời. Ta biết là trong phục vụ được ký vậy đấy. Cho nên nói một lần để cả chúng ta mình thống nhất với nhau là thánh vịnh đắp ca mình phải chọn đúng bài đã được imprimatur. Có những bài chúng ta tưởng được mà không được. Thí dụ thánh vịnh 22 ở trong thánh lễ, thánh vịnh 22 được hát nhiều lắm. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi người dắt tôi nằm nghỉ. Tôi xin hỏi anh em nhá, có cái bài này chúng ta hay hát này: Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa. Bà con hát được không? Bà con hát hết bài coi. Nó có cái câu mà tôi không thiếu gì không? Có đâu. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Cái bài đó dài như vậy đó, diễn tả hay như vậy đó, đưa lên núi, gió biển mà không có chứ. Tôi chẳng thiếu gì. Có nghĩa là như vậy, đây là một bài cảm hứng từ thánh vịnh chứ không phải là đúng lời thánh vịnh. Vậy thì ở trong đắp ca không được quyền hát. Các sứ nhớ chưa? Bài này tuyệt đối không được hát trong thánh vịnh đắp ca. Hát vào lúc khác, hát vào cái lúc rước lễ hay là cái gì đó. Còn tuyệt đối trong cái thánh vịnh đắp ca phải hát đúng thánh vịnh đắp ca với lời nguyên si, không được sửa đổi. Không có nhạc sĩ nào được quyền thay mặt cho hội đồng giám mục hay là cho thánh bộ phụng tự để được quyền muốn sửa chữ nào thì sửa. Thánh bộ phụng tự giải thích như vậy này: nếu giả như du di cho cái người nhạc sĩ Việt Nam được sửa như vậy, bây giờ 100 ông sẽ sửa 100 bản. Vậy thử hỏi sau đó số phận của những thánh vịnh mà hát trong ở Việt Nam như vậy nó sẽ làm sao? Nó sẽ lộn xộn. Vậy thì bà con, vì sự lộn xộn mà mình không dám làm, vì sự thánh thiêng mình phải cố gắng tìm đúng nguyên bản thánh vịnh 22. Rồi, thông nhất. Thí dụ bài khác nữa, thí dụ bây giờ hôm nay tôi lại em tôi không ngờ là tôi có một cái bản nào mà thiếu ấy. Thí dụ cái bài thánh vịnh 127, nguyện Chúa chúc phúc gì đấy, nguyện Chúa chúc phúc gì đấy, thì bây giờ nói có chung mấy, là các có mấy bài luôn đó thưa Đức Cha, có mấy bài mà con thấy các giáo xứ dùng rất nhiều nhưng đấy đấy không... bây giờ tôi xin phép tôi hát này, mình phải nói cụ thể để cho các xứ không bao giờ dám hát lại cái này nữa. Bài này tôi nói là thế này này, xin các giáo xứ, không phải tôi cấm hát bài này hát được, nhưng mà đừng hát vào đúng thánh vịnh đắp ca. Thánh vịnh đắp ca nó là cái phần mà gọi là nó vào cái phần được liệt kê để không được đổi lời. Cho nên cái bài đó khi mà cảm hứng thôi, tức là cái người nhạc sĩ người ta từ cái thánh vịnh đó người ta cảm hứng ra, nó hay lắm, nó rất là sống động, nó mê ly, nó cuốn hút, nhưng mà nó không phải là đúng lời Chúa. Vì thế cho nên cái kinh nghiệm của mình là khi hát đúng lời Chúa nó vẫn có một cái tác động đó trong tâm hồn của mình, còn cảm xúc của người ta tác động nó một phần thôi. Thế thì bây giờ thí dụ
Do si la son fa fa so fa la do do. Phục cho những ai tôn sợ Thiên Chúa. Phục cho những ai sống theo lời Người. Hiện thế trong gia thân bạn như một bông hoa tốt tươi. Thế thì như vậy, tôi có mang cuốn Kinh Thánh ra. Ở trong Kinh Thánh đó nó có lời của Thánh Vịnh 127. Thì cái bài này cảm hứng từ đó, nhưng mà lời của nó đã biến rồi. Cho nên ấy, mình hát bằng cái lúc không phải Thánh Vịnh đáp ca thì được. Còn đúng lúc đáp ca đấy thì cái này đừng có mà hát cái bài này. Các ca trưởng mình nhớ nhá, tôi hát cụ thể đấy. Bài này vì cái lời nó đã được cảm hứng rồi, cho nên không được hát trong thánh trong đáp ca. Hát lúc khác, chứ còn lúc đáp ca không được hát. Và bài nữa cũng Thánh Vịnh 127. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn chúng con hết mỗi ngày cho lời sống chúng con. Bài này cũng chỉ là cảm hứng thôi, không được hát lúc nào cả. Vỗ tay. Vậy thì để ngỏ xin các ca trưởng chịu khó tìm bài ở trong những cuốn Thánh Vịnh đọc ca. Cha trưởng Ban Thánh Nhạc có hỏi tôi, xin Đức Cha xác định coi ở trong giáo phận mình hát cái nào. Thế thì bây giờ chính á, hai cái mà đã có imprimatur đầy đủ á, là cái cuốn Thánh Vịnh đáp ca của cha Du Xe Hân và cuốn Thánh Vịnh đáp ca của cha Đa Minh Tuyên. Hai cuốn này là chính này, chính thức. Thứ hai, những cái cuốn mà tạm thời Hội đồng Giám mục còn đang để của cha Kim Long, nhưng mà đừng cái cuốn Thánh Ca nhá. Đây là cái cuốn gọi là cuốn Thánh Vịnh đáp ca đó, của cha Kim Long, của Thái Nguyên. Thì cho đến lúc này đợi khi nào có bản văn mới thì sẽ ấy lại, còn bây giờ vẫn được. Trên ngoài hai kia thì những cái này, những cái cuốn mà của Thái Nguyên, của Trạch Kim Long mà nó ghi là Thánh Vịnh đáp ca ấy, thì được. Cha Xuân Thảo nói cha. Vâng đấy. Đấy là tức là những cái sách nào mà gọi là Thánh Vịnh đáp ca ở đó các ngài đã trình xin imprimatur thì được. Vậy, nhưng mà phải là Thánh Vịnh đáp ca. Còn riêng Đà Lạt hôm vừa rồi ở Tân Hà lễ giới trẻ hát cái ở trong cuốn sách của không có imprimatur, không được imprimatur, và sách đó có vấn đề vì nó không có được trong sáng ở trong việc đó. Cho nên hôm đó ở Tân Hà hát tôi rất buồn. Mà cái đó là hát trong một cái đại hội giới trẻ, tôi rất buồn. Và tôi đã yêu cầu để ở Tân Hà đưa lên cho tôi đã trao cho quản lý giữ dùng tôi rồi. Để sau này á, ở dưới Bảo Lộc này tôi còn thấy các đoàn nào hát cái đó lại một lần nữa ấy, thì tôi sẽ lưu ý. Xin thu sách nó lại nhá. Tôi không biết tên nó nhưng mà nó là cái cuốn mà nó có vấn đề. Rồi. Vậy thì đây là một thói quen chúng ta cần nhắc này. Xin thôi cái việc các ca trưởng tìm Thánh Vịnh đáp ca bằng cách cứ lên mạng xong rồi thấy cái bài hát nào hay hay á, đem hát. Thánh Vịnh đáp ca nó tế nhị lắm, nó ở cái phần phải giữ nguyên lời. Cho nên xin các trưởng ấy, hãy tìm ở trong cuốn Thánh Ca Việt Nam ấy, cuốn 1, cuốn 2, những cái, hay là những cuốn Thánh Ca, Thánh Vịnh đáp ca ấy, những cuốn mà nó có imprimatur rồi, tức là đã được duyệt và được chuẩn nhận, hát ở trong những cuốn đó nó an toàn. Chứ còn cứ lên mạng ấy thì không có bảo đảm. Xin các ca trưởng đừng lên mạng tìm Thánh Vịnh đáp ca. Và các ca viên nào thấy ca trưởng mình lên mạng đưa xuống một bài hát mới mà hỏi ở trên mạng ấy, xin các ca viên khâu miệng lại. Bây giờ về nhạc công. Về nhạc công tức là các đàn sĩ ấy. Thưa các đàn sĩ, các nhạc công, bây giờ cái đàn organ ấy, nó có rất nhiều thứ tiếng. Nhưng mà chúng ta đừng quên cái tiếng mà được Bộ Phụng Tự cũng như là Ủy ban Thánh Nhạc đề cao, vì nó được dùng truyền thống từ xưa đến giờ và thấy rằng nó hợp với tiếng hát, nó hợp với bầu khí cầu nguyện. Đó là đại phong cầm hoặc là đại quản cầm, tức là cái organ ấy. Còn những cái tiếng khác ấy, thì nhớ là phải hết sức tế nhị. Còn những nhạc cụ ấy, thì bây giờ mình thấy là có kèn này, có guitar này, vân vân.
nó có bộ bộ nhạc khí, bộ nhạc dây, bộ nhạc gõ khí, tức là sáo là kèn lấy khí thổi vào nó kêu ra, dây tức là guitar các thứ, rồi bộ gõ đây. Thế thì cái này thì không phải là cấm, nhưng mà là hễ dùng ấy thì nhớ đừng quên cái mục đích của nó là làm sao nó diễn tả, nó tạo được cái bầu khí thánh thiện đưa người ta lên với Chúa. Vì thế nên guitar nếu mà đánh hay là trống thì đánh nó phải hợp, phải đúng. Thí dụ bây giờ cái bộ lễ xin Chúa thương xót chúng con mà đem trống vào xin tinh 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 thì chắc nó không được rồi. Đấy, phải nhạc cụ. Vậy thì vậy bây giờ mình phải nói đến cái người nhạc, cái người đem đàn. Mục đích của cái đàn là để dẫn và để nâng đỡ tiếng hát, để dẫn bắt cung nâng đỡ tiếng hát. Vì thế người đem đàn xin lưu ý không được, cái tiếng đàn không được lấn át tiếng hát. Cho nên cái âm lượng ấy nó phải làm sao nhỏ thôi, mà mình ngồi ở cái đàn nó phát ra trước mình đâu có biết. Vậy thì hãy hỏi cha xứ ấy, hãy hỏi cha chủ tế, hãy hỏi những người đằng trước ấy, tôi đem đàn nó có vừa phải không, nó có át tiếng không. Hãy họ bảo to quá, hãy khiêm tốn nghe rồi cầu nguyện xin Chúa cho con lần sau con đem đàn nó vừa tiếng, nó không át. Cái người đem đàn trước hết tiếng đàn ấy không được át tiếng. Và cái này nữa này, bà con không biết có nắm được cái này không, không có đệm khi chủ tế hát. Cái người đàn ấy không có đệm khi người chủ tế hát, không có đệm khi thừa tác viên hát. Vì thế lúc mà chủ tế Chúa ở cùng anh chị em đừng có đệm. Lúc mà cái người hát đắp ca ấy, người ta lên hát ấy, đừng có đệm, bắt cho người ta xong im. Thế nhưng mà như vậy này, cái này thì tương đối thôi. Vì vậy vì có nhiều người ca sướng viên ấy, có nhiều người hát thánh vịnh ấy thì lại hát không hay. Lúc đó mà không đệm ấy, nhiều khi người ta bảo chứ không có chịu cho đàn vào để nó hát trớ cả ra thì lại khổ vậy chứ. Nó lại khổ vậy. Cho nên bây giờ thì vậy này, người lên hát đắp ca hãy là cái người mà tập cho kỹ vào, ca đoàn chọn người cho kỹ vào, người đó tập cho kỹ vào, hát kỹ rồi thì người đem đàn bắt xong có thể nhẹ nhẹ hơn. Nhưng mà nếu mà người đó hát dở quá thôi thì kính đờn lên tí cho nó đỡ lòi ra. Cuối cùng thì hôm nay là vì trong bầu khí của ngày tốt thế này thì chúng ta nên nhắc là ca đoàn là một thành phần của giáo xứ để phục vụ phụng vụ. Vậy thì ước mong ca đoàn hãy ý thức phục vụ trong tinh thần đạo đức, trong tinh thần siêu nhiên và trong tinh thần hiệp thông hiệp nhất với giáo xứ, với giữa các ca đoàn với nhau và giữa và với các đoàn thể khác nữa. Nhiều khi ca đoàn vì mình, ca đoàn thật sự phải nói là ca đoàn thì nổi, có tiếng nói, có uy tín. Bởi vì ca đoàn là cái người mà ngày nào cũng đi lễ tập hát, xong rồi hát nó lại nổi lên. Rồi thì bất cứ cái sinh hoạt nào hết mà có phục vụ là thấy ca đoàn tới, ca đoàn thế tự nhiên thôi người ta cảm thấy là ca đoàn có tiếng nói. Vì thế chuyện nó có thế, nhiều cha xứ cũng rất là ngại, không có dám lên tiếng với ca đoàn. Thế nhưng mà chính vì vậy mà nó cần là cần nhắc chúng ta là cái người hát ca đoàn cần có tinh thần đạo đức lắm, để mình biết mình hỗ trợ, mình như một thừa tác viên và mình là một thành phần, mình ở trong giáo xứ, mình biết lắng nghe. Rồi nếu mà nó có lộn xộn với lại những cái nhóm này nhóm kia, biết ngồi lại trong tinh thần đạo đức, trong tinh thần hội thánh, rồi lắng nghe để có thể làm sao mà mình bảo nhau góp phần tốt nhất để làm vinh danh Chúa và giúp phần thánh hóa là đúng ý nghĩa của thánh ca đấy. Vậy thì cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay cái gì cần nói ấy, thì tôi nói này nó hơi mạnh đấy, nhưng mà cái lòng ấy, thì chỉ có là muốn cho ca đoàn của mình được phục vụ đúng ý nghĩa, và như vậy ấy, mình được bình an, mình được hạnh phúc. Cho nên xin Chúa trả công cho tất cả anh chị em, xin Chúa ban cho anh chị em sức khỏe, xin Chúa chúc lành cho cả những công việc hàng ngày của mình để mình có làm ăn thành công ấy, nó có xuôi sẵn ấy, đến khi mình sắp xếp thời giờ vào mình đi tập hát này nọ ấy, nó mới bình an. Và cuối cùng ấy, là xin Chúa chúc lành cho giọng của anh chị em, cầu cho mọi người ấy. Tôi hay dùng cái kha tử ấy, bà con có biết kha tử không, cái quả tròn tròn ở ngoài tiệm thuốc Nam thuốc Bắc ấy,
nó nghiền nó về này, ngậm nó vào cái nó chát chát trong này, nhưng mà sau đó cái giọng của nó tốt lắm. Vậy thì chúc anh chị em có điều kha tử mà dùng giọng. Ai không có đến hỏi xin tôi nói người quen tôi gửi cho kha tử hát hay lắm. Thế thì xin chúc mọi người được chúc cho sức khỏe tốt, phổi tốt và có kha tử để chuẩn bị tiếng. Kính thưa Đức Cha, với tinh thần của những người con mà qua giáo huấn của Cha, chúng con xin hết sức chân thành lắng nghe và xin cảm ơn Đức Cha đã huấn giáo cho chúng con về những việc cần phải làm trong việc kết hợp trong phụng vụ thánh thể, phụng vụ thánh lễ. Chúng con ghi nhớ và xin nghe lời Đức Cha để trong thời gian kế tiếp, chúng con anh tất cả anh chị em ca đoàn chúng con sẽ phục vụ với tinh thần đạo đức, siêu nhiên và hiệp thông. Xin trân trọng cảm ơn Đức Cha.